Thật ra thì mình vẫn hiểu Bảo Hân lắm. Mình thì đang có một suy nghĩ là nếu như hôm nay hẹn hò thì Bảo Hân sẽ mặc gì. Nhưng mà mình vẫn luôn luôn tin là mình vẫn luôn luôn hiểu là Bảo Hân sẽ không thay đổi phong cách đâu. Chắc là phong cách của Bảo Hân hôm nay vẫn là mặc áo phông, quần jean hoặc là sơ mi quần jean gì đó. Mấy tuổi rồi mà đến muộn đấy? Làm gì đấy? Biết người ta chờ bao nhiêu phút được không? Vô duyên đấy, không một lời xin lỗi. Xin lỗi thì chưa. Nay đến đây làm gì nhỉ? Không biết, người ai hẹn thì người đấy. Ai hẹn á? Chả ai hẹn đây. Đùa chứ. Tết tết rèn. Chào mừng hai bạn đến với 24 giờ thử yêu. Thế là hôm nay thế là hôm nay sẽ thử yêu. Đọc luôn. Tức là bây giờ nhá, mỗi sẽ có mấy cột mốc, xong mình phải làm từng cột mốc một. Cột mốc một là lần đầu gặp gỡ, chấp nhận thử hẹn hò và trở thành người yêu của nhau. Bắt tay chấp nhận. Chấp nhận phải chấp nhận kiểu một cái ôm nhá. Sao lại bắt tay? Ôm đi. Ôm nhá. Ôi giời ơi. Điểm mà Bảo Hân thích của Quang Anh là Quang Anh rất là hiền. Có thể là không biết là Quang Anh hiền với người ngoài hay không, nhưng đối với Bảo Hân thì Quang Anh luôn luôn như bảo với anh Dương ấy, lúc nào cũng nhường cả những cái việc mà chia sẻ. Quang Anh cũng là một người sống rất là tình cảm. Cái thứ hai, chính thức hẹn hò. Nhiệm vụ 1 này, bắt đầu từ bây giờ hai bạn sẽ phải gọi nhau là anh em. Chào anh. Chào em. Anh ăn sáng chưa nhỉ? Nếu rồi thì làm một ly. Nếu gọi sai hoặc gọi nhầm sang cậu tớ mày tao hay gọi tên thì sẽ bị phạt hôn vào bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà đối phương yêu cầu. Gắt nhỉ, gắt nhỉ. Gay đấy chứ. Không, tốt mà. Tớ cũng muốn hôn. Quên. Ta xong đâu? Phải chốt đã, khi nào mà xong một trang rồi. Chốt đi. Chốt. Ừ. Chốt như nào? Nào bây giờ chốt. Nào, chốt. Chốt. Bắt đầu này. Chốt. Thật ra là ở ngoài cũng trêu nhau rồi. Trêu nhau là Hân là anh, còn Quang Anh là em. Nhưng mà ngoài đời thì lại kiểu Hân là em, còn Quang Anh là anh như bình thường thì ấy cũng khá là bình thường. Tức là cũng không ngại lắm. Nhưng với Quang Anh thì được gọi anh em hoặc là được kiểu thử yêu và được kiểu bắt đầu mà một mối quan hệ kiểu rất là rõ ràng với Hân thì đấy là một điều rất là vui. Có bị nắng không? Nắng quá. Nắng à? Ừ. Thế nắng chưa? Đổi chỗ. Nắng vì tôi là anh Dương. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Thứ nhất nhá, chúng mình sẽ nói chuyện về cái gì? Mối tình cuối cùng đi. Tình cuối cùng á? Ừ. Năm bao nhiêu tuổi ạ? Không, kể về mối tình cuối cùng ấy. Mối tình cuối cùng là mối tình. À, tại sao chia tay? À, tại bắt đầu yêu như nào này? Trải qua những gì và tại sao lại chia tay? Nhưng mà anh chưa có mối tình nào cả. Wow. Anh à, không, anh mới có một mối tình. Còn em? Em thì chẳng có gì đặc biệt cả. Chia tay chỉ vì hết yêu thôi. Chia tay vì hết yêu à? Ừ. Thì có cần lý do không? Có, thực ra nhiều mối tình nó phức tạp đến cái mức mà kiểu người ta có thể kiểu cãi nhau này, ghét nhau xong rồi chia tay. Hoặc là kiểu đay nghiến nhau này nọ. Nói chung là đay nghiến nhau này em không thấy. Đúng. Ờ, đúng không? Anh cũng thế. Anh không gọi là cũng không đay nghiến. Chia tay trong hòa bình. Đúng rồi, qua rồi mà đúng không? Đúng. Mình cần phải gạt bỏ những cái cũ để đến với những cái mới. Em thích gì? Thích gì là sao? Thế là thích những thứ gì? Thích ăn thịt gà. Ừ, em thích coca. Wow. Thích con chó, ghét mèo. Go go. Thả thính kinh ấy nhở? Thích đi xe ô tô, du thuyền. Thích đi du thuyền. Đi du thuyền à? Kìa. Kìa, thì nó hình như được đi sao ấy. Ai cho đi mà đi? Anh cho đi. Wow. Còn anh nhá,
anh thích những thứ mình thích. Đây là những thứ gì mà anh ghét thì anh sẽ không thích. Như là gì nhỉ? Thứ nhất là anh thích anh này. Thứ hai là anh thích em. Thứ hai là anh thích em. Thế thôi. Yêu vào rồi mới thấy nó ngớ ngẩn tột độ. Thế còn em ghét gì? Em ghét anh. Em ghét anh. Em ghét ghét hạt tiêu. Ghét nấm. Nấm hương. Ghét tắc đường. Ghét nhiều lắm. Nói chung là quá nhiều thứ để ghét. Cái đường vào tim anh nó không tắc đâu. Ừ. Nhưng mà em vẫn ghét. Vẫn ghét à? Bởi vì em ghét anh hả? Ừ, đúng rồi. Dạ rồi. Được rồi, sao? Thực sự là khi mà Quang Anh lần đầu gặp gỡ mà Quang Anh đã kiểu thả thính quá nhiều thì đấy không phải là gu của mình, tại vì là mình không thích những người như thế. Mình thích những người nói ít làm nhiều, mà Quang Anh thì nói quá nhiều và không thấy làm gì. Thế còn hình mẫu lý tưởng của em là gì? Hình mẫu lý tưởng của em á? Thật ra thì không có hình mẫu lý tưởng. Ừ. Anh đang trả lời thế. Tại vì là đặt ra hình mẫu lý tưởng ý, nên khi mà mình có cảm xúc với một người thì cái hình mẫu này nó còn không còn quan trọng nữa. Nên là mình đặt ra chỉ cha để làm gì, đúng không? Nên người nào mình yêu thì mình vẫn sẽ yêu. Đặt ra hình mẫu lý tưởng sẽ khiến bản thân mình kiểu cứ phải với đến một chỗ nào đấy. Còn với anh thì anh cũng thế. Anh tưa nhá, lúc mà một tháng trước anh kiểu có trả lời phỏng vấn các kiểu là thích những người dịu dàng bánh bèo, nhưng mà cá tính. Nhưng mà bây giờ anh cũng nghĩ là thôi kệ, tức là mình có cảm xúc với ai thì mình thích người đấy. Nếu cảm xúc với ai thích người cá tính hay là thích người bánh bèo? Cá tính như em cũng được, vì là không được là sao? Không, bởi vì là anh đang hẹn thích em. Hay là thích hay là thích. Không được. Nhưng mà ví dụ như kiểu là anh yêu một tí trong người vẫn có mà em không. Vẫn có mà. Không có. Yêu thì yêu nhiều thôi. Cứng nhỉ? Ừ, anh còn nói thế nào thì em cũng sẽ là em thôi. Ừ. Em sẽ không cố gắng để anh yêu em cả. Vì nếu anh yêu em thì anh yêu cả con người của em. Ừ, đúng không? Anh yêu tất cả mọi thứ của em thuộc về em, đúng chưa? Thế. Ok. Chốt. Với Bảo Hân thì Quang Anh thực sự là để mà nói hiểu Bảo Hân thì cũng khá nhiều, mà không hiểu Bảo Hân thì cũng khá nhiều. Khi mà gặp Bảo Hân lần đầu tiên, Bảo Hân không hề nói chuyện với mình. Bảo Hân lạnh lùng cực kỳ luôn, và Bảo Hân còn không quan tâm mình là ai luôn, không thèm nhìn mặt mình một lần. Nhưng mà phải nói đúng chính xác là một khi mà Hân đã tin tưởng ai thì Hân chơi với người ta rất thật lòng và rất chân thành. Lúc đấy là nhiệm vụ 1, bây giờ là nhiệm vụ 2. Hai bạn cùng nhau đi thuyền, thấy chưa? Wow. Đã bảo rồi, ngắm sông Sài Gòn và thành phố. Đồng thời mỗi bạn có một nhiệm vụ bí mật theo yêu cầu khán giả gửi tới chương trình. Nếu mà không thực hiện được thì sẽ bị phạt một lệnh, phạt bất kỳ với đối phương. Mình yêu nhau mà, bọn mình sẽ không làm hại nhau đâu, đúng không? Ừ. Thì mình sẽ cố gắng làm được theo yêu cầu khán giả thôi. Ừ. Khi mà nhận được cái nhiệm vụ là lên thuyền ngắm sông Sài Gòn và ngắm thành phố, xong rồi lại còn yêu cầu của khán giả, thì Quang hơi bất ngờ bởi vì không biết khán giả sẽ yêu cầu gì. Thì Quang đã được chương trình cho một cái thư và có yêu cầu khán giả, thì bây giờ sẽ mở ra. Thật sự chưa biết gì luôn, hồi hộp cực. Hãy thuyết phục Bảo Hân cùng khiêu vũ với mình trên tàu bằng một vài động tác đơn giản, tạo dáng như hai diễn viên trong phim Titanic. Hai là hôn bất ngờ vào má Bảo Hân. Ui dồi ôi, bị vả vào mồm đấy. Ba là ôm nhau cùng chụp một tấm hình lãng mạn. Bốn là thuyết phục Bảo Hân làm mặt xấu đáng yêu. Năm là hãy la to anh yêu em để bày tỏ tình cảm với Bảo Hân. Quay nghĩ là mình sẽ làm được 4/5. Bởi vì cái hôn bất ngờ thì sợ Bảo Hân tẩn. Nhưng mà thực ra là hôn xong là xong, đúng không? Thì là Quang sẽ hôn, nhưng mà còn bị tẩn hay không thì các bạn chờ nhé. Yêu cầu khán giả dành cho Bảo Hân: 1. Tựa đầu vào vai của Quang Anh để cùng ngắm cảnh. 2. Ôm từ phía sau của Quang Anh. 3. Nhéo mũi và nựng má của Quang Anh trông thật đáng yêu. 4. Hôn vào bất kỳ vị trí nào trên cơ thể của Quang Anh. 5. Kể lại một kỷ niệm đáng nhớ nhất về Quang Anh. Thực ra nếu mà bình thường không sao, nhưng mà nếu mà Bảo Hân mà làm những cái hành động này với Quang Anh thì mình thấy cũng hơi kỳ lạ một chút, nhưng mà không sao, tại vì là cũng mình cũng yêu quý Quang Anh mà, nên là những cái hành động này nó cũng đơn giản thôi.